Dạ vâng, xin gửi lời chào đến toàn thể quý cô bác cũng như quý anh chị đang xem kênh của em Trường. Thì mới nhất trong buổi chiều ngày hôm nay, em Trường lại vừa cập bến một mẫu xe làm mưa làm gió trong kênh của em Trường trong thời gian qua, là mẫu Toyota Innova màu trắng nguyên bản đời cuối 2013, đăng ký lăn bánh 2014 nha cả nhà. Đấy, xe thì không, sau khi mua về là bên em Trường cho anh em rửa ráy kiểm tra hết cả nhà coi nè, máy móc rất là đẹp luôn. Đấy, xe trang bị trên mình là hệ thống phanh ABS chống phanh bó cứng, có 4 bánh, 2 túi khí, và đồng thời bên đó là bên em Trường cho kiểm tra thay nhớt máy mới luôn cả nhà coi nè. Đấy, đây nha. Đó, nhớt bên em Trường sử dụng bảo hành nha, máy nhà mình làm nhớt cách trôn nha cả nhà, nhớt cách trôn. Đó, xe rất là đẹp luôn, đời 2013 bản E Trung. Đó, mâm phay xước form của 2016 nha. Đó, xe được bên em cho lên full màn hình luôn. Đó, cả nhà thấy chưa, hiện trạng này xe rất là đẹp luôn nè. Hệ thống là gương kính chỉnh điện nha cả nhà. Nội thất là một con xe mua về là chắc chắn nó sẽ không có màn hình đâu. Đó, bên em Trường đã cho lên nhà mình màn hình OLED nè, màn hình cho OLED nha. Đấy, xe rất đẹp, nội thất nè, ghế màu nâu kem, kem hành trình đầy đủ hết luôn. Đó, và trang bị trên mình là hai túi khí an toàn nha cả nhà, hai túi khí an toàn, hệ thống phanh ABS, xe còn đang rất là đẹp. Đông cho xe này là chưa hoàn thành, bên em Trường mới mua về chiều nay thì đang cho anh em thay nhớt kiểm tra, gọi là lắp đồ chơi. Thì xe đã bên em cam kết không đâm đụng, không ngập nước, máy móc nguyên zin, màu trắng là màu trắng zin theo xe, cam kết 100% không sơn đổi màu nha. Và giá thành để cho một chiếc xe đẹp như thế này là bên em chào bán cho mình với cái giá là 305 triệu. Đó, 305 triệu, bao cái ủy quyền. Xe này là một chủ mua mới từ đầu, bên em là người đang đứng ủy quyền đầu tiên đó. Còn với cái này là muốn rút hồ sơ thì bên em sẽ hỗ trợ rút hồ sơ cho cả nhà. Đấy, giá cực kỳ thôi, 305 triệu nha. Đấy, thì hiện tại là sáng ngày mai em Trường sẽ cho đi đăng kiểm mới, chích phạt nguội cho cả nhà mình. Đó, đăng kiểm nó cũng sắp hết rồi, ngày mai đăng kiểm mới cho cả nhà mình là đăng kiểm 2023. Đó, hai phanh trước là hai phanh đĩa, hai phanh sau là tan bố trống nha, hệ thống chống phanh bó cứng ABS. Đấy, mâm là mâm phay xước luôn. Nói chung chiếc này chạy ra ngoài đường là giống 2016 luôn cả nhà ơi. Đấy, full đồ chơi, hệ thống là gương kính chỉnh điện hết luôn nha. Đấy, xe rất đẹp. Đấy, nội thất màu nâu kem. Đó, anh em đang lắp nè. Đấy, cả nhà thấy không, xe cực kỳ. Ngày mai em Trường sẽ có một cái clip chi tiết hơn cho cả nhà mình. Đó, form mới luôn, rất là đẹp luôn. Giữ anh cái nắp cái em. Đây, đó, form nè, cực kỳ đẹp luôn nha cả nhà. Rồi, có thể Dũng ơi. Đấy, rất đẹp. Cả nhà nhớ đăng ký kênh và nút quay chuông bên phải màn hình để cập nhật những clip tiếp theo. Nếu thích màu trắng thì bên em Trường có 2018 luôn nè, 2018 màu trắng này luôn nha.